An Nguy và Khả Ngân lần đầu đọ sắc cùng nhau. Dù hơn kém nhau về tuổi tác, nhưng hai cô nàng đã có mối quan hệ thân thiết, nhan sắc cũng không hề kém cạnh nhau. Khả Ngân và An Nguy, hai cô nàng trẻ trung xinh đẹp và tài năng, đại diện cho giới trẻ hai miền đã hội ngộ nhau tại một sự kiện ngày hôm qua. Tuy đã thân thiết từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai cô nàng đọ sắc trước báo giới và nhận được rất nhiều khen ngợi về sự tươi tắn và đáng yêu. Khả Ngân và An Nguy đều đang rất bận rộn với các dự án cuối năm. An Nguy chuẩn bị ra mắt phim mùa Tết dương lịch Chờ Em Đến Ngày Mai cùng Trấn Thành. Còn Khả Ngân tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua vai nữ chính phim điện ảnh chiếu Tết Nàng Tiên Có Năm Nhà cùng nghệ sĩ Hoài Linh. Khả Ngân tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua vai nữ chính phim điện ảnh chiếu Tết Nàng Tiên Có Năm Nhà. Được biết, cả hai thân nhau từ khi An Nguy vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp cách đây hơn một năm. Hai cô nàng chơi chung một nhóm bạn và thường rủ nhau đi ăn uống xem phim shopping. Hỏi Khả Ngân tại sao không chơi chung với bạn cùng lứa mà lại là An Nguy khi tuổi tác khá khác biệt, An Nguy hơn cả Khả Ngân 10 tuổi. Cô nàng dí dỏm trả lời, mọi người nhìn chị An với Ngân chơi chung có thấy khác biệt gì không? Chị An là nữ hoàng tuổi 16 mà, Ngân 19, tính ra là Ngân còn hơn chị An 3 tuổi lần đó. Nói chứ Ngân chơi với ai thường không quan tâm tuổi tác, quan trọng là hiểu nhau, hợp nhau, tôn trọng nhau và cảm thấy thoải mái khi chơi chung với nhau. Hy vọng hai cô nàng xinh đẹp này sẽ mang lại những màu sắc tươi mới cho điện ảnh Việt trong thời gian tới. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!